chồng mình đang có mặt tại Hồ Tràm nha cả mọi người. Nay hai vợ chồng mình sẽ đi theo mấy em út ở xóm rủ mình đi Hồ Tràm. Mình sẽ ghi hình gửi về cho cả nhà cùng xem nha. Tôm này cả nhà ơi, ngon quá. Tôm này nhiêu ký vậy con? Cả nhà ơi,
mình đang có mặt tại chợ hải sản Hồ Tràm cả nhà, khu du lịch Hồ Tràm. Thì những đây bà con người ta bắt lên người ta bán tại chỗ là tận gốc, mà mình mua cũng tận ngọn cả nhà, rất là rẻ hơn là những chỗ du lịch khác cả nhà. Hải sản không mua là mình làm ăn tại chỗ luôn cả nhà. Ở nhà thấy ngon hơn, sò lụa nhiều lắm. Bán hải sản nữa cả nhà, mình mua từ ở dưới ghe ta đem lên ta bán nên là cái giá rất là rẻ cả nhà nha. Khi nào cả nhà đi nghỉ dưỡng thì về Hồ Tràm mình tới du lịch này, mình ăn đồ biển rất là ngon, tươi sống mà rẻ nữa cả nhà ơi. Này cá mú nè cả nhà ơi, cá mú biển khác, cá mú sông mình nó lại khác cả nhà. 1,250 kg cả nhà. Nói chung là chỗ này du lịch nhưng mà là cá đồ biển rất là rẻ cả nhà. Cái mùng này nhiêu vậy con? 1,500 kg hả? Cô quay tí xíu nha. 1,500 kg. 1,500 kg một ký cả nhà ơi. Đây là cá mú. Cái mùng 1,500 kg cả nhà. Cá hú là 250 kg, con này là hơn 1 kg cả nhà. Cho cô quay tí xíu nha. Giờ các cam nướng ăn với gì con? Ăn với bạc rau răm bà cô. Ăn với bạc rau răm hả? Con 100,000 cả nhà. Giờ con làm đợi cho cô một con đi. Rồi còn cái này là bao nhiêu? 100 luôn. Cái nào cũng 100 hết hả? Phần 40 hả? Bán vậy lời được nhiêu con? Rồi rồi thôi, tại cô quay thêm tí nha. Cô quay cô giới thiệu cho nhiều người tới ăn của cô. Còn có phần nó ngon. Con phải giới thiệu đi đặng cô tung lên mạng cho con bán. Con cá cam thì 100,000 cả nhà. Con này ký 2, ký 3, ký 2, ký 3. Còn biển mà lên là tươi sống xuống liền tại chỗ luôn. Kẹt ra muối. À, món kẹt ra muối rất ngon đây cả nhà ơi. Là gì con? Dạ ghẹ ra muối à. Là con bán ký hay bán sao? Dạ con bán cái phần à, một phần 100,000 à. 100,000 à. Một lớn à. Ghẹ sống là nhiêu ký? Dạ ghẹ sống thì đủ loại hết cô. Loại 500 cũng có, loại 300 cũng có. Tôm hùm sao mắc quá vậy con? Đâu có bự lên mà chừng rưỡi ký. Tôm hùm này là tôm hùm biển đó cô. Biển hả? Dạ, tôm hùm lạnh đó cô, chứ không phải là tôm hùm nuôi. À. Tôm hùm đây là tôm hùm biển cả nhà nên rất mắc chứ không phải tôm hùm nuôi cả nhà ơi. Nên mình thấy sao mà con chừng chưa được ký mà 1,500 thôi cả nhà. Thấy cái giá tôm hùm nó hơi mắc, mình mới hỏi kỹ lợi thì em bé này bán nói tôm này là tôm lặn với biển bắt, nghĩa là tôm thiên nhiên cả nhà chứ không phải là tôm nuôi, nên một con chưa được 1 ký mà 1,500. Rồi cô quay tí xíu nghe con. Bao nhiêu một phần? 50. Cái này con nói nhiêu? 50. 50 hả? Ăn với gì? Có xào. Xào. Mắm mặn ngọt. Mua này đi. Rồi bán cho cô một hộp đi, mà làm sao cho nóng nóng đi con. Hả? Con có làm nóng không? Làm nóng cho cô đi. Ốc tỏi. Rồi. 50,000 một hộp cả nha. Rất là ngon cả nhà ha, đi biển mà về ăn đồ tươi không? Còn mực bên đó nhiêu con? 100 à. Rồi, làm cái này cho con liền đó.
chị hai con. Và thế nào bà chị mấy ngày chị chuẩn bị được? Dạ, chị chuẩn bị nướng hả? Này nướng chín chưa? Chín rồi mà dạ dạ. Không à, đúng rồi, chị có bếp. Ốc tỏi. Một cái cho lên chai. 50 ngàn ở đây. Cò bông 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 luôn á. Chị lép nào à? Mất cây mất cây trăm à? Chồng mình đang đứng trước chỗ mà chế biến thức ăn của hậu tràm đó cả nhà, rất là ngon. Mình mua đồ tươi sống của biển ghe tới rồi lên đây nướng bán tại chỗ luôn cả nhà, giá rất là hợp lý. Cả nhà khi nào có điều kiện mà nghỉ dưỡng thì ra hậu tràm mình nghỉ ăn đồ hải sản rất là rẻ cả nhà. Chợ hải sản Hồ Tràm. Chợ hải sản Hồ Tràm đó cả nhà. Bình Thuận cả nhà, lần này Hồ Tràm mình đi ngon hơn Vũng Tàu nhiều cả nhà, tại vì hải sản bán tại chỗ cả nhà ơi, mà rẻ. Nếu mà mình đi Vinco thì cũng mắc lắm cả nhà nha, gần tới Vinco là lễ Vinco, nhưng mà đồ ăn biển rất là mắc cả nhà, ở đây thì rẻ cả nhà. Cả nhà thấy không, du khách bà con đi nghỉ dưỡng rất là đông ngày chủ nhật. Bây giờ mình ra coi ghe lưới rồi cả nhà, đây ghe lên đây. Ghe đang lên cả nhà, để mình ra mình coi rơi lưới cá nhiều hay không cả nhà nha. Thank you.
đi tắm đi cả nhà. Đó, mình đi cả nhà coi không khí ngày Chủ nhật. Cả nhà thấy không? Bãi biển rất là đông.